Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phong. Đây là chiếc iPhone 8. Chiếc điện thoại đã từng đạt danh hiệu là chiếc điện thoại bán chạy nhất trên thế giới trong một tháng nào đó của năm 2018 vừa qua. Và mình thực sự cũng khá là bất ngờ thời điểm đó khi mình thấy cái chiếc điện thoại này chẳng có một thứ gì nó quá thú vị cả. Bây giờ, cái mức giá của nó thị trường Việt Nam như mình tham khảo mức giá của máy cũ đã qua sử dụng tại 7S, nó sẽ dao động trong khoảng tầm 10 triệu rưỡi mà thôi. Và có rất nhiều bạn đánh giá và trả lời chia sẻ với mình rằng là cái tầm giá này em sẽ mua iPhone 8. Em sẽ mua ngay cho mình cái iPhone 8 này để em dùng. Hơn 10 triệu cho đến gần 11 triệu cho một chiếc iPhone 8 hơi hay là quá đắt? Tìm hiểu thử và cũng như so sánh một chút đến một vài đối thủ của nó trên thị trường nhé. Đầu tiên thì cứ phải nói qua về iPhone 8 nó sẽ có những thứ gì để mà nó khiến cho người dùng phải bỏ tiền ra mua. Thứ nhất, có cái logo táo bắn giờ. Đấy, nó chỉ cần là có logo Apple iPhone này là đã biết là kiểu gì cũng sẽ có người mua rồi. Điều thứ hai, nó có cái khả năng hoàn thiện cực kỳ tốt và cái màu sắc đây là màu gold trên chiếc iPhone 8 như 8 Plus. Điều thứ ba, camera của nó ngon. Điều thứ tư, hiệu năng của nó cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại, cho dù là kể cả các bạn sử dụng thêm 1-2 năm nữa, mình vẫn có thể tự tin để khẳng định là với Apple A11 và 2GB nó vẫn sẽ có thể khiến các bạn sử dụng mượt mà sản phẩm này. Các bạn không phải lo về những vấn đề tương tự là như vậy. Hay là cuối cùng thì chúng ta vẫn có một cái hệ điều hành iOS rất là ổn và đương nhiên nó sẽ còn được hỗ trợ rất là lâu, ít nhất mình nghĩ phải tầm 4 năm nữa để khiến cho các bạn được trải nghiệm những cái phiên bản iOS mới. Mua một cái điện thoại sử dụng trong vài năm thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn khá là ok. Nhưng chúng ta sẽ có một vài những cái điểm, ví dụ như màn hình độ phân giải thấp này, thời lượng pin không thực sự tốt này, hay là thiết kế của nó thì không phải là xu hướng của năm 2018 mà đây là xu hướng của năm 2015-2016 rồi, chứ chưa nói gì đến là năm 2017, cho dù là cái sản phẩm này ra mắt hồi cuối năm ngoái. Thì đấy là những thứ mà các bạn nhận được với iPhone 8. Vậy thì liệu với khoảng 10 triệu hơn cho đến khoảng 11 triệu thì nó có đáng để các bạn bỏ tiền ra mua hay là không? Thứ nhất, so sánh với một vài những sản phẩm cùng họ nhé của iPhone đi, thì bây giờ mình có chiếc iPhone 7 Plus. Bây giờ mức giá của nó tại 7S cũng rất là tốt, tầm khoảng tầm 11 triệu thì nó cũng tương tự giá của chiếc iPhone 8 như thế này. Thì 7 Plus nó có điểm cộng ở camera phía mặt lưng đằng sau khi có hai ống kính chụp hình xóa phông các thứ rất là ảo diệu. Chúng ta có màn hình kích thước lớn hơn, độ phân giải tốt hơn và đương nhiên về cái màn hình của iPhone 7 Plus so với màn hình của iPhone 8 thì mình vẫn thích màn hình của iPhone 7 Plus hơn, tại vì nó mịn và nó không bị rỗ giống như là iPhone 8. Thời lượng pin iPhone 7 Plus cũng tốt hơn, hay là về trải nghiệm hệ điều hành mọi thứ thì mình vẫn đánh giá là iPhone 7 Plus vẫn ok. Tuy nhiên vấn đề cập nhật về lâu về dài thì nó sẽ thua so với là iPhone 8 như thế này. Thế thì iPhone 8 hơn được cái gì? Thứ nhất, nó hơn được cái thiết kế. Có nhiều bạn thì vẫn thích cái kiểu làm bằng kính như thế này và nhìn nó bóng bẩy hơn, nhìn nó sang trọng hơn. iPhone 8 nhanh hơn và kèm theo cái việc sử dụng mặt kính như vậy thì iPhone 8 nó có tính năng sạc không dây, điều mà iPhone 7 không hề có. Thế nên là nếu như đặt cạnh giữa iPhone 8 và iPhone 7 Plus, mình sẽ lựa chọn iPhone 7 Plus. Ok, lựa chọn một vài những sản phẩm chạy Android thì sao? Thì với tầm khoảng 10 triệu hơn như thế này, các bạn cũng đã có thể mua được một vài những sản phẩm đến từ Xiaomi, một vài những sản phẩm đến từ Huawei, hay thậm chí mua cũ thì cũng có thể mua được một vài những sản phẩm đến từ nhà Samsung. Thì các bạn cũng có thể tham khảo mức giá tại 7S, tại vì bây giờ mức giá nhiều quá, có khi mình không nhớ được. Nhưng mình lấy một vài những ví dụ đơn giản như là chiếc Huawei Nova 3 đi, tầm giá bây giờ mới giảm giá chính hãng xuống còn tầm khoảng 10 triệu. Thì bây giờ chúng ta có Nova 3 là màn hình đẹp hơn này, tỷ lệ mới xịn sò hơn này, chúng ta có pin tốt hơn này, hiệu năng thì cũng ok với Hisense Kirin 970, hiệu năng thì thua con này nhưng mà nó vẫn ổn trong cái tác vụ thông thường hàng ngày mà các bạn đang sử dụng. Camera thì mình có thể tự tin để nói rằng là Nova 3 không hề thua kém, thậm chí có phần còn nhỉnh hơn cả chiếc iPhone 8 này. Rồi camera selfie thì Nova 3 cũng bả chết sắp mặt lở con này luôn. Xét đến một vài những sản phẩm đến từ Xiaomi đi, mình có thể lấy ví dụ như chiếc Xiaomi Mi 8, thậm chí các bạn mua mới thì nó còn rẻ hơn cả chiếc iPhone 8 như thế này. Xiaomi Mi 8 có màn hình đẹp hơn, hiệu năng tốt với Snapdragon 845, 6GB. Mình có thể tự tin để nói là về khả năng đa nhiệm thì có thể vả con này, chẳng qua là iOS tối ưu tốt thế nên con này nó mượt mà hơn. Nhưng mà xét đến vấn đề chơi game thì mình cũng có thể tự tin để nói rằng là Mi 8 tốt hơn, hay là chúng ta có camera của Mi 8 thì cũng không phải là dạng vừa đâu so với iPhone 8, nên không muốn nói là Mi 8 cũng tốt hơn. Camera selfie thì khỏi nói, Mi 8 hơn hẳn luôn, thời lượng pin Mi 8 cũng tốt hơn. Thế nên là xét về cái việc cạnh tranh đối với những sản phẩm chạy Android thì mình nhận thấy một điều, đấy là iPhone 8 chẳng cửa gì để so sánh với những đối thủ kia cả. Thế nhưng người dùng sẽ vẫn lựa chọn iPhone 8. Bởi vì sao? Bởi vì những ai mà lựa chọn dòng sản phẩm như kiểu 8 như thế này thì sẽ thích màn hình nhỏ, không thích những chiếc điện thoại màn hình quá lớn, không lựa chọn iPhone 10 hoặc không lựa chọn một vài những sản phẩm kia bởi vì nó có cái phím home phía mặt trước cực kỳ tiện lợi trong quá trình mà người dùng sử dụng chiếc điện thoại này, hay là nó có một cái hệ điều hành iOS rất là dễ dàng trong quá trình mà các bạn sử dụng, rồi là hiệu năng của nó thì vẫn đáp ứng đủ những nhu cầu cơ bản. Thực sự đối với bản thân mình suy nghĩ, nếu ai mà khóa chơi game thì không lựa chọn sản phẩm này đâu, sẽ lựa chọn những chiếc như iPhone 6 Plus hay iPhone 7 Plus, tại vì màn hình
nó lớn hơn và chơi game thì nó cũng sẽ thoải mái hơn. Con này thì hiệu năng nó tốt nhưng mà màn hình quá bé như vậy, cũng như là độ phân giải không cao, thì giải trí chơi game cũng không thực sự thích một chút nào. Hay là đối với Apple iPhone thì chỉ cần có cái logo quả táo này, người ta cũng sẽ auto mua thôi. Nói chung thì đó là những chia sẻ của mình về iPhone 8. Bản thân mình đánh giá thì khi nào nó xuống dưới 10 triệu thì suy nghĩ sau. Chứ bây giờ cái mức giá tầm khoảng 10 triệu rưỡi đến khoảng 11 triệu như vậy thì mình vẫn đánh giá là mức giá của iPhone 8 vẫn hơi cao và mình có quyền để lựa chọn những chiếc điện thoại khác hoàn thiện hơn. Ví dụ như iPhone 7 Plus này, mức giá tương đương và trải nghiệm tốt hơn, hay là iPhone 7 tương đương như con này về rất nhiều thứ, mức giá thì nó rẻ hơn rất nhiều. Hay là chúng ta cũng có rất nhiều sự lựa chọn đến từ Android với gần như là mọi thứ đều tốt hơn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về iPhone 8 và về mức giá của nó ở thời điểm hiện tại ở thị trường Việt Nam? Máy cũ đã còn sử dụng thôi, chứ còn máy mới bây giờ vẫn đắt lắm các bạn ạ. Và đó là những chia sẻ của mình, các bạn hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. 8 này, 8 Plus này, 7, 7 Plus rồi rất nhiều sản phẩm khác chạy Android tại 7S. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video nếu như các bạn có nhu cầu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.